Nơi này thì diện tích nó rộng nên tôi để nó nhiều hơn. Thì khoảng là 1.300 hay 1.400 cây gì đó các bạn. Ngoài kia thì nó nhiều hơn. Thì hôm ông anh cũng có nói là bông này nó cũng hơi sớm nên các bạn. Nên tôi cũng hạn chế tưới nước nó cho nó khỏi kích thích cái độ tăng trưởng của cây. Khoảng 2-3 ngày đó tôi mới tưới một lần các bác, để mình kìm hãm bớt lại cái độ phát triển của cây. Và là tất cả ở đây là tôi đã đều ngắt ngọn hết rồi nha mọi người. Đây, tất cả là em đã ngắt ngọn hết rồi. Để được cây bông như thế này thì nó đã, thì tính tới hiện tại bây giờ thì đã hơn 1 tháng 10 ngày rồi nha các bác. Thì khoảng là cũng là 1 tháng mấy ngày nữa thì nó tới Tết. Thì nếu mà trúng Tết thì tôi bắt đầu tôi xúc tôi bán.